Các bạn đã từng nghe về họa sĩ thần đồng chỉ mới 4 tuổi Akiyano Kuremik. Cô gái nhỏ này từ 4 đến 5 tuổi đã bắt đầu vẽ. Dù chưa từng tham gia lớp học vẽ nào, nhưng lại vẽ ra được những bức tranh khiến cho bất kể ai từng được chiêm ngưỡng tác phẩm của cô thì đều vô cùng kinh ngạc. Khi mới 11 tuổi, giá bán mỗi tác phẩm của Akiyano đã lên tới hơn 100.000 đô, thậm chí có những bức là cả triệu đô. Và điều đáng chú ý là phần lớn số tiền bán tranh đều được tặng cho các quỹ từ thiện nuôi trẻ em thiếu ăn trên thế giới. Được biết, cô bé có thể nhận được thông điệp đến từ thiên thượng và người thầy dạy cô bé vẽ chính là Jesus. Và trong video linh giới, chúng ta có nói về việc khoa học gia tâm linh nổi tiếng người Thụy Điển Swedenborg được ban cho khả năng đặc biệt. Trong suốt hơn 20 năm cuộc đời, ông có thể tự do ra vào thế giới tâm linh, đã được chứng kiến và rồi kể lại một cách chi tiết thiên đường là như thế nào. Vậy thì có thể nói rằng thế giới thiên quốc hay thiên đàng rất có khả năng thực sự tồn tại, chỉ là chúng ta nhìn không thấy, hoặc là nói khoa học hiện tại vẫn chưa thể chứng thực sự tồn tại của nó mà thôi. Nhưng tôi tin rằng sau khi xem xong video ngày hôm nay, bạn sẽ có một góc nhìn hoàn toàn mới. Bởi vì vào năm 1993, NASA đã vô tình chụp được bức ảnh về thế giới thiên quốc, hơn nữa còn chụp được vô cùng rõ nét. Điều này là thật sao? Hôm nay chúng ta hãy cùng nói về chứng cứ xác thực về thiên đàng. Xin chào các bạn, mình là Miss Ruby. Ngày 8 tháng 2 năm 1994, Weekly World News đã công bố một bức ảnh tuyệt mật. Bức ảnh này có được từ một nhà nghiên cứu của NASA, tiến sĩ Marsha Mason. Chúng ta có thể nhìn thấy bức ảnh hiển thị một cách rõ nét. Giữa vũ trụ bao la có một thành phố rực rỡ, sáng chói vô tỷ y như trong câu chuyện cổ tích. Vậy liệu rằng đây có phải thế giới thiên quốc mà con người luôn nỗ lực tìm kiếm bấy lâu nay? Mà theo như tiến sĩ Mason nói rằng, bức ảnh này là do kính viễn vọng không gian Hubble chụp được ngày 26 tháng 12 năm 1993. Lúc đó, sau khi phi hành gia của NASA chữa xong kính viễn vọng Hubble, thì kính viễn vọng vừa hay tập trung vào một cụm sao nơi bầu trời xa xôi và không ngờ rằng lại chụp được thế giới thiên quốc sáng chói giữa vũ trụ này. Nghe nói đây chỉ là một trong hàng mấy trăm bức ảnh được gửi về và vẫn còn rất nhiều bức ảnh khác vẫn chưa được công bố. Và tiến sĩ Mason cũng nói rõ thêm về nguồn gốc của bức ảnh này. Ban đầu, mục đích của kính viễn vọng Hubble vốn dĩ là chụp hình ảnh ở nơi xa rìa vũ trụ, nhưng ống kính lại gặp trục trặc cho đến khi phi hành gia được lệnh sửa chữa nó. Và sau khi sửa chữa xong, bức ảnh đầu tiên mà kính viễn vọng không gian Hubble truyền về chỉ hiển thị màu sắc và ánh sáng phải nói là thiên biến vạn hóa. Nhưng ảnh truyền về sau khi điều chỉnh tiêu cự lại xuất hiện thế giới thiên quốc này. Chuyên gia phân tích của NASA lúc đó cũng thực sự sốc do quá ngạc nhiên và hoàn toàn không dám tin vào mắt mình nữa. Sau nhiều lần kiểm tra, anh ấy mới kết luận những bức ảnh này đều là thật. Tiến sĩ Mason còn tiết lộ rằng chuyên gia phân tích của NASA đều luôn cho rằng thành phố đó không thể nào do những sinh mệnh mà chúng ta đã biết sống trên đó. Bởi vì như mọi người đã biết, sinh mệnh trên trái đất không thể tồn tại giữa không gian lạnh lẽo và không có không khí như vậy. Rất có khả năng họ đã tìm thấy nơi ở của Thượng Đế. Và những sắc màu và ánh sáng thiên biến vạn hóa lúc ban đầu chụp được có lẽ là phát ra từ thế giới của thần. Nghe nói, bức ảnh này lúc đó cũng thu hút sự chú ý của Tổng thống Hoa Kỳ Bill Clinton và Phó Tổng thống Al Gore. Và họ còn yêu cầu NASA gửi bản thông báo tóm tắt hàng ngày về sự việc này. Và cũng có tin truyền rằng, sau khi giáo hoàng lúc đó John Paul II yêu cầu, thì NASA còn gửi bức ảnh này cho ông. Nhưng do NASA từ chối đưa ra bất cứ báo cáo hay bình luận gì về bức ảnh, nên phía Vatican cũng chỉ có thể xử lý một cách kín kẽ, đồng thời luôn giữ im lặng đối với sự việc này. NASA đều luôn che giấu về sự tồn tại của người ngoài hành tinh. Ngay cả khi dân chúng đã chụp được rất nhiều chứng cứ thì cũng bị nói là giả. Từ đó có thể thấy rõ rằng NASA chưa bao giờ công khai những khám phá mà họ phát hiện được về vũ trụ thật sự. Bởi vì những hình ảnh này rất có khả năng sẽ thay đổi tư duy của toàn nhân loại và cả xã hội. Tiến sĩ Mason còn đưa ra một quan điểm rất thú vị. Bà ấy cho rằng việc chụp được thế giới thiên quốc tuyệt đối không phải ngẫu nhiên. Bởi vì kính thiên văn Hubble
vừa hay tại một thời điểm chính xác lại ngắm trúng vào vị trí chính xác thì mới chụp được những bức ảnh như vậy. Vậy có khi nào có ai đó hoặc những yếu tố chưa xác định khác tác động lên ống kính Hubble nhắm trúng vào vị trí đặc định này để chụp ảnh hay không? Vậy đó là ai? Là thần sao? Vũ trụ rộng lớn như vậy, lúc đó kính viễn vọng Hubble có thể nhắm ngẫu nhiên vào bất kỳ khu vực nhỏ nào. Tại sao lại cứ phải nhắm trúng đến vị trí đó chứ? Tiến sĩ Marston cho rằng chắc chắn là có một trí tuệ đang điều khiển sự việc này. Vậy mọi người thì thấy như thế nào? Có phải không gì là ngẫu nhiên, mọi thứ đều đã được sắp đặt? Nếu như thế giới thiên quốc là thực sự tồn tại, hơn nữa còn nằm trong vũ trụ này, vậy thì dù gì vũ trụ cũng lớn đến thế, có lẽ nào bên trong đó còn có rất nhiều thế giới thiên quốc nữa không? Trong Vô Lượng Thọ Kinh có ghi lại, Phật A-di-đà dùng thời gian 5 kiếp, cụ túc ngũ kiếp, tư duy nhiếp thủ, trang nghiêm Phật quốc, thành tịnh tri hành. Điều này có nghĩa là gì? Tức là dùng thời gian 5 kiếp để tạo nên một thế giới Phật quốc như thế giới cực lạc. Kiếp là thuật ngữ dùng trong Phật giáo, là một đơn vị thời gian. Vậy một kiếp là thời gian bao lâu? Tính theo năm của trái đất thì là 4,32 tỷ năm. Vậy thì 5 kiếp tức là 21,6 tỷ năm. Con số này thật sự quá kinh ngạc. Thế nên trong tôn giáo có nói các vị thần Phật có thể cứu độ con người lên thế giới thiên quốc của mình. Ví như các vị Phật khác nhau có thế giới thiên quốc khác nhau. Còn thần của người da trắng thì cũng là có thế giới thiên đàng của họ, đều là thế giới của thần. Giả sử trong vũ trụ thực sự có nhiều thế giới thiên quốc khác nhau như vậy, vậy thì vũ trụ này rốt cuộc lớn bao nhiêu và rốt cuộc có thể chứa đựng bao nhiêu thế giới thiên quốc như vậy? 2.500 năm trước, sau khi Phật Thích Ca Mâu Ni khai ngộ dưới gốc cây Bồ Đề, đã từng nói một câu như thế này: trong một hạt cát có tam thiên đại thiên thế giới. Ý nghĩa là gì? Trong Phật giáo có nói rằng một không gian dưới sự chiếu sáng của mặt trăng và mặt trời là một tiểu thế giới. Cũng giống như trái đất mà chúng ta đang sinh sống, một thế giới có mặt trời, mặt trăng, hay lớn như hệ ngân hà của chúng ta đây. Vậy 1.000 thế giới như này thì tổ thành một tiểu thiên thế giới. 1.000 tiểu thiên thế giới tổ hợp thành một trung thiên thế giới. Và 1.000 trung thiên thế giới thì tổ hợp thành một đại thiên thế giới. Vậy điều mà Thích Ca Mâu Ni nói, trong một hạt cát có tam thiên đại thiên thế giới, tam thiên thì là 3.000, cũng tức là 3.000 đại thiên thế giới, vậy cũng tức là 1.000 lập phương, 1 tỷ thế giới. Mọi người thử nghĩ xem, không gian, thời gian trong vũ trụ này quá đỗi bao la rộng lớn, và con người chúng ta trong vũ trụ này thực sự quá bé nhỏ. Phật Thích Ca Mâu Ni còn từng nói rằng trong một giọt nước có 84.000 côn trùng. Phật trong tiếng Phạn có nghĩa là giác giả, là người đã giác ngộ. Ông có thể nhìn thấy chân tướng của vũ trụ, cũng có thể nhìn thấy mọi sự vật dưới vi quan. Về sau này, khoa học kỹ thuật hiện đại mới dần dần phát hiện ra những thế giới vi quan này. Và chúng ta mới thể ngộ được rằng tất cả những điều mà các vị giác giả thần Phật nói rất lâu trước đây đều là thật. Nói đến thế giới vi quan, trong cuốn kinh Phật mang tên Duy Ma Kinh Bất Tư Nghị Phẩm có một câu như thế này: nạp tu di ô giới tử, giới tử nạp tu di. Đây cũng là một câu khiến cho nhiều người nghĩ đi nghĩ lại rất nhiều lần cũng không ra được lý giải về nó. Trước tiên, chúng ta giải thích trên mặt chữ nghĩa. Tu di tức là nói về núi Tu Di. Vũ trụ quan của Phật giáo cho rằng núi Tu Di là ngọn núi thần cao nhất trong vũ trụ, tương truyền rằng cao đến 84.000 do tuần, tức khoảng 1.820.000 km. Còn giới tử là hạt cải, hạt cây cải. Vì thế mà ý của cả câu này có nghĩa là ví như hạt cây cải dù nhỏ như vậy mà lại có thể dung nạp cả ngọn núi Tu Di. Vậy thì hiện tượng này giải thích như thế nào đây? Khoa học hiện nay phát hiện một loại kỹ thuật chụp ảnh gọi là ảnh toàn ký, có thể gọi là hình ảnh nổi 3 chiều. Phương pháp chụp ảnh này chính là dùng kỹ thuật laser vào chụp ảnh. Trên phim sẽ ghi lại mọi thông tin quang của vật thể, chứ không giống như chụp ảnh thông thường, chỉ ghi lại hình chiếu của một mặt nào đó của vật thể. Nói cách khác, một bức ảnh toàn ký, nếu như bạn cắt vụn nó ra, rồi sau đó đem một mảnh vụn bất kỳ nhìn dưới tia laser, thì bạn sẽ phát hiện
bức ảnh này vẫn là toàn diện, không thiếu một mảnh nào cả. Nó giống như là chúng ta cắt một con giun đất ra làm đôi, thì nó có thể mọc thành hai con giun đất y hệt như nhau vậy. Mọi vật xem ra dường như đều tách rời, không liên quan đến nhau, nhưng xét về bản chất, bản thân vũ trụ là một chỉnh thể. Vậy chẳng phải điều này đã ứng với nạp tu di ô giới tử nạp tu di sao? Tiếp theo, chúng ta có thể từ một điểm của trái đất để quan sát và suy ngẫm về thế giới hồng quan và vi quan, để mở rộng tư duy ra một chút. Chúng ta bắt đầu quan sát từ độ cao 1 mét, rồi sau đó mỗi lần tăng lên theo phép nhân 10. Ở độ cao 1 mét, chúng ta nhìn thấy một cô gái đang phơi nắng. Xa hơn 10 mét, chúng ta nhìn thấy phong cảnh xung quanh. Lên tiếp nữa, chúng ta có thể nhìn bao quát toàn bộ thị trấn. Lên tiếp nữa, có thể nhìn thấy cả thành phố, nhưng đã không nhìn rõ từng ngôi nhà nữa rồi. Bây giờ, chúng ta có thể nhìn thấy thành phố San Francisco, Hoa Kỳ, ở độ cao 1.000 km. Đây là tầm nhìn điển hình của vệ tinh nhân tạo. Lên cao nữa, lúc này đây, có thể nhìn thấy quỹ đạo của trái đất và mặt trăng. Bây giờ thì có thể nhìn thấy quỹ đạo của sao Thủy, sao Kim, trái đất và sao Mộc. Khi ở 10 tỷ km, có thể nhìn thấy quỹ đạo của hệ mặt trời và hành tinh. Lên cao nữa, hệ mặt trời đã trở nên ngày càng nhỏ rồi. 1.000 tỷ km, hệ mặt trời trông đã rất rất nhỏ. Trong vũ trụ lớn vô tận này, dường như chúng ta đã không nhìn thấy hệ mặt trời nữa rồi. Còn lại chỉ là các hành tinh và tinh vân. Ở khoảng cách này đã là di chuyển giữa các hệ ngân hà rồi. Chúng ta tiếp tục du hành giữa các hệ ngân hà. Hệ ngân hà nhìn giống với phù hiệu chữ vạn. Tất cả mọi tinh hệ đều trở nên rất nhỏ, giữa các tinh hệ rất xa xôi. Cùng quy tắc như vậy, thống trị mỗi bộ phận tổ thành nên vũ trụ. Không thể ngờ rằng vũ trụ lại rộng lớn như vậy. Được rồi, giờ chúng ta hãy cùng quay lại, quay về trái đất với hình ảnh cô gái đang nằm phơi nắng lúc ban đầu, để đi xem cảnh tượng thế giới vi quan. Sau đó sẽ theo hướng ngược lại, khoảng cách giảm theo phép nhân 10, cho đến một thế giới vi quan thần kỳ. Bây giờ, tại khoảng cách 10 cm, chúng ta nhìn thấy khuôn mặt của cô gái. Khoảng cách 1 cm, nhìn thấy nhãn cầu. 1 mm, nhìn thấy đồng tử. 100 micromet, nhìn thấy các tia máu và võng mạc. 10 micromet, nhìn thấy bạch tuyết cầu. Tại 1 micromet, có thể nhìn thấy nhiễm sắc thể. Vào tiếp bên trong, tại 10 nanomet, chúng ta nhìn thấy đoạn cuối của nhiễm sắc thể. Vào tiếp bên trong, chúng ta sẽ tiến vào phạm vi lượng tử. Đây là nguyên tử. Vào tiếp, cuối cùng chúng ta cũng nhìn thấy hạt nhân nguyên tử vô cùng nổi tiếng. Trong nguyên tử thì có gì đây? Neutron và proton. Và vào tiếp là quark. Khoa học hiện nay chỉ có thể nhận biết được đến vi quan như thế này, đã là giới hạn của khoa học hiện tại rồi. Nhưng mà vật chất thực sự có thể vi quan đến nhường nào? Trong thế giới càng vi quan hơn nữa thì có gì? Hiện nay con người chúng ta vẫn chưa biết được. Nhìn từ vũ trụ rộng lớn bao la này thì trái đất chúng ta chẳng phải cũng nhỏ bé như hạt cát thôi sao? Mà trái đất nhỏ bé như vậy lại có thể chứa đựng hàng mấy tỷ con người. Vậy thì trên vô số tinh cầu sẽ có bao nhiêu sinh mệnh không thể tưởng tượng và không thể tính hết được đây. Càng thần kỳ hơn là mọi tinh thể thì đều có quỹ đạo vận hành riêng của nó, mà lại là có trật tự. Chẳng lẽ nào tất cả mọi thứ này đều là hình thành tự nhiên sao? Newton chính là khoa học gia bị quả táo rơi vào đầu, rồi từ đó phát hiện ra lực hấp dẫn, và là một nhà khoa học thiên tài được công nhận. Ông đều có thành tựu huy hoàng trong nhiều lĩnh vực như thiên văn, địa lý, toán học và cả thần học. Và nhà thiên văn học nổi tiếng người Anh Halley, người đã tính ra quỹ đạo sao chổi Halley, lại là bạn thân của Newton. Có một lần, Newton đã tạo ra một mô hình hệ mặt trời. Trung tâm là mặt trời mạ vàng, xung quanh là các hành tinh khác được sắp xếp ngay ngắn theo đúng vị trí của chúng. Chỉ cần kéo tay quay là các tinh cầu này lập tức chuyển động theo quy luật quỹ đạo của mình. Một thiết kế vô cùng tinh diệu. Một ngày nọ, Halley đến, nhìn thấy mô hình này và đã chơi rất lâu. Ông ấy thích vô cùng. Halley hỏi Newton, cái này là do ai tạo ra vậy? Newton nói, à, cái mô hình này chẳng có ai thiết kế, không ai làm ra cả. Chỉ là các nguyên liệu chồng lên nhau rồi được hình thành một cách ngẫu nhiên. Halley nói, anh đang đùa tôi chứ gì? Mô hình này chắc chắn là có người làm ra, hơn nữa còn là một thiên tài. Lúc đó, Newton vỗ vào vai Halley và nói,
Mô hình này cho dù tinh diệu, nhưng so sánh với hệ mặt trời thực sự thì thật không tính là gì cả. Dù gì thì anh cũng tin là chắc chắn có người tạo nên nó. Vậy tinh diệu gấp trăm vạn lần mô hình này là hệ mặt trời thực sự kia, có phải do thần toàn năng dùng trí tuệ cao siêu của mình tạo nên không? Câu trả lời này của Newton đột nhiên khiến cho Halley tỉnh ngộ. Người mà chưa bao giờ tin vào thần là ông ấy, từ đó đã hoàn toàn tin vào sự tồn tại của thần. Trên thực tế, Newton cũng là một nhà thần học, cũng dành cả cuộc đời của mình nghiên cứu thần học. Khi ông nói đến thành tựu khoa học của mình, đã nói rằng ông chẳng qua chỉ là đang theo suy nghĩ của thần, chỉ là đang theo suy nghĩ của thần mà nhìn nhận mà thôi. Khi tổng kết quan điểm của mình về vạn vật vũ trụ, ông nói vạn vật vũ trụ chắc chắn có một vị thần toàn năng đang thống trị. Ở phía cuối kính viễn vọng, tôi đã nhìn thấy dấu tích của thần. Einstein cũng từng nói, có những người cho rằng tôn giáo không khoa học. Tôi là một người nghiên cứu khoa học. Tôi sâu sắc biết rằng, khoa học hôm nay chỉ có thể chứng minh loại vật thể nào đó tồn tại, mà không thể chứng minh loại vật thể nào đó không tồn tại. Vì thế, nếu như hiện nay chúng ta vẫn chưa thể chứng minh sự tồn tại của loại vật thể nào đó, thì vốn không thể kết luận rằng nó là không tồn tại. Cho đến ngày nay, khoa học không thể chứng minh được sự tồn tại của thần, là do khoa học vẫn chưa phát triển đến trình độ đó, chứ không phải thần không tồn tại. Không biết mọi người có phát hiện rằng những nhà khoa học rất thành công này thì thường đều có chung một đặc điểm. Đó chính là dù cho họ đều là khoa học gia hàng đầu thế giới, cả một đời đều đang nghiên cứu khoa học, nhưng đến những năm tháng về sau thì đều bước vào tôn giáo và bắt đầu tin vào thần. Chẳng lẽ nào điểm cuối của khoa học lại thực sự chính là thần học sao? Còn các bạn thì thấy như thế nào? Hãy chia sẻ với chúng tôi về thế giới quan của bạn ở phần bình luận phía bên dưới video nhé. Phần chia sẻ của chúng ta ngày hôm nay tạm dừng tại đây thôi. Nếu bạn thấy video này hữu ích thì hãy chia sẻ cho một người bạn của mình nữa nha. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.